Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi lại gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe 7 chỗ ngồi. Quý vị và các bạn nhé, mà có thể nói đây là một chiếc xe 7 chỗ ngồi giá rẻ nhất hiện nay tại Việt Nam ạ. Đó chính là chiếc xe Kia Carens. Chiếc xe được sản xuất cuối năm 2013 và là model của 2014 rồi các bạn nhé. Model của 2014 rồi thì nó khác hẳn với form của 2013 đấy ạ. Ví dụ như là đèn LED này, đèn pha bi xê nông thì từ 2013 cũng đã có rồi này. Như la răng đúc, mặt phay đấy và đuôi gió các thứ đầy đủ. Cái form này là form của 2014 rồi quý vị và bạn nhé. Chiếc xe được đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội, đăng ký từ cuối năm 2013 và chiếc xe này đã lăn bánh được 9.500.000 km rồi quý vị và các bạn ạ. Chiếc xe này thì đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản, tất cả còn nguyên bản hết luôn quý vị các bạn nhé. Với chiếc xe này thì chúng tôi đang bán giá là 365 triệu đồng quý vị các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Kia Carens 2013 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Kia Carens model 2014 này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những chiếc xe mới nhất, những video mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Kia Carens model 2014 này ạ. Mời quý vị và các bạn. We'll be right back.
Vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về chiếc xe Kia Carrera 2014 tên tứ nhân biển Hà Nội phiên bản SX các bạn nhé. Phiên bản SX là cái phiên bản đủ đầy đủ từ nội thất da, ghế điện, điều hòa tự động, cửa nóc đấy, là dáng đúc mặt phay đầy đủ hết rồi. Thì chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản ạ. Với giá chúng tôi đang bán là 365 triệu đồng quý vị các bạn nhé. Chỉ 365 triệu đồng thôi thì quý vị các bạn đã được sở hữu ngay một chiếc xe 7 chỗ ngồi đấy ạ, rất là đẹp mà lại số tự động. Đấy. Vậy nếu như quý vị các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Kia Carrera 2014 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón nhận những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Thank you.